Chào các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay một chút về những cái mẫu quạt rồi máy lọc không khí này, rồi máy tạo ẩm ở trong phòng. Những cái mẫu nhỏ này có thể là gửi về được ấy, thì mình sẽ quay cho mọi người xem một chút nha các bạn nhé. Đấy, hiện tại bây giờ thì ở Nhật Bản cũng đang chuẩn bị bước vào mùa hè rồi. Thế nên là những cái mẫu quạt rồi máy lọc không khí, máy tạo ẩm này thì bán rất là chạy luôn. Thì mình sẽ quay từng chiếc một cho mọi người ở Việt Nam có thể xem và tham khảo. Đây, những cái mẫu nhỏ nhỏ thế này thì hoàn toàn có thể là đóng gói và gửi về theo đường bay được các bạn nhé. Đây thì mình sẽ quay cái tên trước, sau đó thì mình sẽ quay xung quanh một chút. Đây, cái chiếc Panasonic này thì giá của nó chỉ khoảng hơn 1 triệu thôi. 1 gram, 2 gram. Này nó cao khoảng 60 phân các bạn ạ. Tiếp theo, chiếc này cũng vẫn là một chiếc máy lọc không khí này. Chiếc này thì có giá là khoảng 2 triệu đồng, là mới một chút, năm 2020. Đấy, mình sẽ quay sát và mọi người có thể lên trên mạng mọi người tìm cái thông tin là tên sản phẩm này thì nó sẽ ra cái thông tin của cả cái máy này luôn. Tiếp theo, cái chiếc này cũng là một chiếc máy lọc không khí này, chiếc Panasonic này, giá có 200.000. Sao nó rẻ thế nhỉ mọi người nhỉ? Mà nhìn xung quanh còn rất là đẹp này. Đấy, những cái mẫu này thì mình xin thông báo trước với mọi người là đa số là hàng made in China mọi người nhé, chứ không phải là made in Japan đâu. Hàng made in China là nhiều. Tiếp theo, chiếc máy lọc không khí nữa. Chiếc này cũng có giá là khoảng 200.000 thôi, rất là rẻ này. Chiếc này không thấy cái thông tin của nó đâu nhỉ, để mình quay cho mọi người xem này. Chiếc này khả năng là mất tem hoặc là tem nó ở dưới đáy này. Không thấy họ ghi gì thông tin gì về cái chiếc này. Giá bằng cái chiếc Panasonic này, có 200.000 thôi. Tiếp theo, chiếc nhỏ này có giá là khoảng 1 triệu đồng này. Là khoảng 1 triệu đồng này. Xem chiếc này nào. Chiếc này nhìn đẹp này các bạn. Hybrid luôn. Chiếc này cũng là một chiếc máy tạo ẩm. Các bạn đổ nước vào. Giá nó có khoảng 500.000 thôi, chưa phí vận chuyển. Này, tiếp theo thì mình quay thêm một chút về dưới này, dưới này là những cái máy lọc không khí này. Chiếc máy lọc không khí của Saab này cũng khá là to này, chiếc này thì giá là khoảng 3 triệu này. Còn đây là điều hòa và quạt này. Chiếc này là chiếc quạt đá. Khả năng là quạt đá hoặc là quạt nước mọi người ạ. Có bánh xe luôn, hai chiếc này. Khả năng là quạt nước, quạt hơi nước các bạn ạ. Sao giá của nó rẻ lắm các mọi người. Chiếc này giá có khoảng hơn 400.000 thôi. Chiếc bên này là khoảng 1 triệu. Đây là ba cái chiếc mình quay trước cho mọi người nhé. Thì mình sẽ quay xung quanh một chút nữa. Bên trong này là những cái mẫu máy lọc không khí rồi. Đấy, mọi người muốn tìm những cái mẫu khoảng bao tiền thì nhắn cho mình. Đây, ví dụ chiếc này thì có giá là khoảng 1,5 triệu này, năm 2018 này.
Trước này thì nó lặng hơn, trước này thì cũ hơn. Những cái mẫu trong này mình cảm thấy nó cũ cũ rồi. Tiếp theo lại quay lên hàng trên một chút đã. Hàng trên này có chiếc quạt đẹp quá. Cái quạt này có giá là khoảng 600 chưa phí vận chuyển này. Sao có cái hộp gì đây? Không biết là có phải là hộp nước hay là hộp đá không? Chiếc này đắt hơn này, chiếc này thì có giá là khoảng 1,5 triệu này. Vỏ bằng nhựa. Vỏ nhựa vân gỗ mọi người ạ. Tiếp theo thì mình sẽ quay xuống dưới một chút. Đây là những cái mẫu quạt này các bạn. Quạt rồi máy tạo ẩm này. Chiếc này là 2022 này, chiếc này khá là mới này. Giá là khoảng 2 triệu này. Chiếc sáp này có giá là khoảng hơn 1 triệu một chút này. Năm 2020. Đây mọi người để xem nhé. Chỗ này nó hơi chật thế nên là mình không quay xa được. Chiếc này cũng đẹp này các bạn. Đây, chiếc máy tạo ẩm này cũng đẹp này. Chiếc này thì có giá là khoảng 800 nghìn thôi. Nhìn rất là đẹp này. Chiếc bên này cũng vậy này. Chiếc bên này cũng đẹp. Chiếc bên này thì 2016. Họ xếp thế này thế nên là mình nhìn nó cũng quay nó cũng không được chi tiết cho lắm. Nhìn nó cũng không được rõ. Đây thì mình sẽ quay sát để mọi người xem cái thông tin về mã máy nhé. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ quay chiếc máy rửa bát một chút này. Chiếc này thì họ đã bày sẵn ở đây thì mình quay luôn. Chiếc này là chiếc máy rửa bát của Panasonic. Chiếc này nó nhỏ quá. Chiếc này thì chỉ rửa được khoảng chục cái bát thôi. Bát và cốc tầm chục, hai chục cái này là căng rồi. Đây, giá của nó chỉ khoảng 2,5 triệu thôi mọi người ạ, chưa phí vận chuyển. Tiếp theo mình sẽ quay thêm một chút xem nào. Chiếc quạt à, khả năng chiếc này là quạt còn nguyên hộp luôn này. Giá khoảng 600 thôi. 600 nghìn. Nhiều đồ nhỏ nhỏ rất là hay các bạn ạ. Có thời gian thì chúng ta có thể đi tìm. Cái này không biết là có phải tủ lạnh không. Ờ, tủ lạnh mọi người ạ. Chiếc này đúng là tủ lạnh mọi người ạ. Rezoco này. Tủ lạnh mini à. Chiếc này có biết là có dùng được điện ở Việt Nam mình không. Điện 100V. Đây, những cái đồ này thật ra là mình cũng chưa từng nhìn thấy. Gọi là quay cho mọi người xem thôi. Chiếc này là quạt bằng USB. Chiếc này là quạt này. Nhìn tròn tròn rất là hay. Tiếp theo, chiếc này cũng là chiếc quạt này các bạn. Chiếc này cũng là quạt USB này. Chiếc này thì
Đây họ ghi là đặt trên bàn làm việc này. Khá là đẹp này. Giá 100.000. Nhẹ không à? 100.000. Về đến Việt Nam là gọi là 150.000 thôi. 150.000 về đến Việt Nam. Nhỏ gọn. Chiếc này cũng là quạt này. Chiếc này cũng có giá là khoảng 100.000 thôi. Cái này cắm điện hay là pin đây mọi người. Lạ quá. À, chiếc này khả năng cũng là USB này. Cái này cũng là quạt rồi. Đấy, nhiều các cái đồ nhỏ nhỏ này. Quạt USB này. Này thì mình sẽ quay thêm một chút về những cái đồ mà ở phía bên này cho mọi người cùng tham khảo nhé. Chiếc này là chiếc gì đấy các bạn? Chiếc này cũng là quạt, như là quạt để bàn. Quạt để bàn các bạn ạ. Năm 2020 này, quạt có tận 6 số cơ. Chiếc máy rửa bát này khá là cao này, khoảng 5 triệu. Chiếc này là chiếc máy lọc không khí à. Máy lọc không khí này các bạn. Giá có khoảng 500.000 thôi. À, chiếc quạt này cũng đẹp này mọi người. Quay xa xa cho mọi người xem chiếc quạt này. Chiếc quạt hình chữ nhật này, nhìn rất là đẹp này. Rồi thì mình sẽ quay thêm một chút về những cái mẫu quạt đứng này nữa cho mọi người cùng xem và tham khảo này. Chiếc này còn nguyên điều khiển luôn. Cũng là quạt. Chiếc này nhìn đẹp thế này mà giá có khoảng 400-500.000 thôi. Có 400-500.000 thôi mọi người ạ. Cái này cũng là quạt này. Chiếc này còn có giá là khoảng 100.000 này. Giá có 100.000 thôi. Hàng made in China. Giá có 100.000. Đây, dưới này còn một số cái mẫu quạt đứng nữa. Mình sẽ quay luôn cho mọi người xem này. Giá chiếc này là 300.000. Còn bên sách hướng dẫn này, điều khiển này. Đấy. Chiếc này là 300.000. Tiếp theo, chiếc này thì đắt hơn một chút. Chiếc này là khoảng 1.500.000 này. Nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Cũng nhẹ. Chiếc này khoảng 1.500.000 này. Chiếc này hàng mới 2022. Nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Nó là quạt. Đây, phía bên này cũng vậy này. Đều là quạt đứng hết các bạn nhé.